Chào tất cả anh em và tất cả các bác trên toàn quốc nhá. Ngày hôm nay bên em lại lên mấy con máy rẻ tiền để anh em lắp uây zim tàu nhá, hoặc là anh em sang vách nhá. Thì hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là 0364011683 và 0983198883. Anh em có nhu cầu mua hàng anh em cứ điện trực tiếp cho bên em nhá. Quyết Bắc Giang 0364011683 và 0983198883. Anh em nhu cầu mua thì alo cho bên em nhá. Hai số điện thoại trực tiếp mua hàng. Nay bên em có con máy rim này, một con máy uây. Đấy, mấy con uây giá rẻ anh em về lắp uây zim tàu. Đấy, nó cũng máy nó cũng không được đẹp lắm, hình thức nó không được đẹp lắm, nhưng mà anh em lắp uây zim tàu là khá là ngon nha các bác nhá. Anh em vừa xem kênh thì đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhá, cho kênh một nút like thì anh em sau anh em xem lại nó dễ. Rồi, đầu tiên thì giới thiệu các bác một con Dream. Con này là Dream Việt nhá. Con này thì em nhập thì giá nó cũng rẻ rẻ đấy, thì hợp lý thì anh em cảm thấy ok được anh em mua nhá. Con này Dream đời 2006-2007 nhá các bác nhá. Con này thì cốt máy đẹp này, về anh em sang vách nhá. Cốt máy đẹp nhá. Con này thì con này đời 2006. Đấy, thì em quay qua một lượt một chút để anh em về lắp uây zim tàu nhá. Thì con này thì thật sự với các bác là nó cũng đã chạm rồi. Đấy, máy đã chạm rồi nhá. Thì anh em mua thì con này thì là tất cả đồ zin hết, là đầu bò zin, hơi zin, côn thì không biết em chạm chưa, thì côn cũng chưa chạm nha các bác nhá. Con này em giảm sâu nhá, 5,1 triệu em bán, 4,5 triệu bao ship nhá. Con này là mã E10 nha các bác nhá. Thì con này thì bên em cam kết các bác máy lổ êm, không có khói, và toàn bộ của nó là đồ Honda hết, không có phải đồ trà đồ tàu nha các bác nhá. Đây, đầu bò ốc đây khá là ngon nha các bác nhá. Thì con này nó cũng đã chạm rồi, đầu bò là E13 nha các bác nhá. E13 này hơi hơi xịn nha các bác nhá. Hơi HVN hả? HVN chứ. Đầu bò HVN nhá các bác nhá. Đấy, quên nói nhầm, đầu bò HVN 13 nha các bác nhá. Đấy. Con này thì về anh em sang vách thì quá là ok rồi. Con này thì em lỗ, con này xác định lỗ mất 500.000 rồi. Thì đây, củ đề cũng đuổi zin nhá. Đấy, thì bên em giờ đang nhiều máy thì cũng xả bớt, gọi là chương trình là cũng dọn còn ít lốt để em đổi xưởng mới, nên là nó cũng đây thế vào khí zin nha các bác nhá. Đấy, anh em là ưng được con này mua thì về các bác chỉ việc lắp lên xe thôi, uây zin tàu là các bác chơi được hết nhá, lắp được hết nhá. Thì con này là uây con Dream 100 theo đầy đủ hết cần đạp, cần số, dàn điện nha các bác nhá. Con này thì máy lổ cực kỳ ngon, mã E10 giá 4,5 triệu bao ship nhá. Rồi, tiếp theo con thứ hai là con uây. Con uây uây Thái 100 nha các bác nhá. Con này uây Thái 100. Con này thì em máy bao lủ êm ngon nha các bác nhá. Của đài xịn này. Uây Thái 100 nhá. Con này giá 3,000,000 ấm bớt các bác 500. Vách chữa chưa trẻ này. Côn chạm rồi nhá. Côn chạm rồi, cốt máy vẫn còn đạt 90% này. 90% nhá, con này uây Thái. Uy Thái nhưng mà lắp cái lốc của Dream lùn, Dream cao nhá, nó lắp sang. Chứ còn điện vẫn là điện ngon đấy các bác nhá. Con này giờ em bán 2,5 triệu bao ship nhá. Đấy, con này đúng là lấy về trả được nghìn nào này. Đấy, con này đây đầu bò nhá các bác nhá. Đầu bò ET4 nhá. Đầu bò ET4 hơi 100 đây. Hơi 100 nhá. Gần 5. Đấy, con này thì nó chế hòa khí là chế hòa khí lô nhá. Đấy, thì con này là mọi thứ là vẫn lổ ngon nha các bác nhá, máy vẫn lổ ngon. Đấy, anh em là thích chế mới, bên em thay chế mới và anh em lắp uây zim tàu quá là đẹp luôn. Con này là mã E11 nhá, con này bớt hai bớt các bác 500, còn giá 2,5 triệu. Đấy, đầu bò em cũng là đầu bò Thái nhá. Đấy, nói chung là đồ cò kiếc nó vẫn zin hết, cò kiếc zin hết các bác nhá. Đấy, con này được cái nó ngon là cái vách giữa chưa trẻ này, được bộ số này, tay biên này, ngon hết các bác nhá. Và anh em thịt ra anh em thay dòng xăng uây nhỏ được, hoặc là anh em thay sang zim, zim được hết nha các bác nhá. Đấy, ngon bổ rẻ 2,5 triệu. Con này em bán lỗ, xả lỗ thôi, em xả lỗ con 500.000 này. Đấy, theo đầy đủ hết, à không phải, cái này không phải của nó. Cái này thì nó theo đầy đủ hết cả dàn điện nhá. Cần đạp, cần số, dàn điện, IC, con nạp tàu nhá. Đấy, giá 2,5 triệu. E11 nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo mấy các bác là một con thứ ba đó, là con này là con E12. Con này thì con này là con UES nha các bác nhá. Con này là con UES. Con UES mã E12 nha các bác nhá. Con này UES, con này bớt cho các bác 300, còn 2,7 này. 2,7. Con này thì côn chạm rồi nhá.
côn chạm vách giữa chưa trẻ này. Đấy, con này thì đây cốt máy còn dày nhá. Thì con này là máy của nó là máy màu đen. Máy màu xám, máy OES, OES nhá. Nhưng mà thằng chủ cũ là nó lắp xong OEA nó sơn màu đen. Đấy, còn tất cả là đồ Honda hết. Con này đúng thật sự vang là nó hơi bẩn một chút thôi. Đây, đầu bò xịn nhá. HVN20 này. Và hơi nhá, hơi của nó đây hơi vẫn là hơi xịn nhá. Đấy, có vách giữa chưa trẻ, côn chưa chạm này. Con này giá 2,7 triệu bao ship nhá. Về đúng thật các bác là về các bác giã đồ hơi này, côn tay biên này, đầu bò này. Đấy, các bác đã lãi rồi. M12 về anh em thợ anh em tháo ra. Chế vào khí lô nhá, chế vào khí lô. Con này thì nó đã bị thay rồi. Đấy, chế vào khí nhá. Thì là cam kết nếu mà anh em về nhá, anh em lắp ui dìm tàu cái ngon luôn. Đấy, đè nhẹ cái lổ. Máy vẫn lổ chạy khá là ok nha các bác nhá. Đấy. Còn cam kết các bác là đầu bò của Honda xịn này, hơi xịn này. Côn thì nó sẽ chạm rồi nhưng mà chắc nó chỉ thay búa thôi, chứ còn điện vẫn điện xịn nhá. Vách giữa chưa trẻ. Đấy, nó ngon nhất thì là như thế. Theo các bác cần đạp cần số chế vào khí nhá. Con này theo cần đạp cần số chế vào khí E12 giá 2,7 triệu nhá. Con này bớt 300 đúng không? Lô này em bán toàn lỗ thôi. Đấy, nên các bác cảm thấy ok được, ưng được thì các bác mua nhá. Con này củ đề nó đã thay rồi. Đấy, củ đề nó thay rồi nhá. Nhưng mà củ đề nó lắp củ đề ngon, đề vẫn ngon nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo con thứ tư ngày hôm nay. Đấy, mỗi con này ngày hôm nay là con nào mà kém kém một chút là bên em cũng thanh lý lốt. À, con này là con Uy. Con này Uy là con này Uy 203 nha các bác nhá. Uy 203. Thì con này là côn zin điện zin này. Vách giữa chưa trẻ, con này 3,8 triệu nhá. Con này 3,8 triệu thì bên em bớt sâu một chút, bên em bớt sâu cho các bác là còn 3,5 triệu bao ship nhá. Con này E15 này. Đấy, củ đề xịn này. Mitsuba xịn nhá. Đầu bò HVN10 này. HVN10. Con này là Uy 100. Anh em lắp Uy nhỏ nhá. Không phải. Nếu không phải. Kia ấy. Là theo các bác là cần đạp cần số chế hoa khí đầy đủ hết. Con này thì nó cũng vẫn còn khá là zin nhá các bác nhá. Đây, zin là zin đầu bò nhá. Đầu bò xịn này. Hơi xịn này. Đấy, hơi xịn nhá. Và điện xịn này. Đấy, cốt máy con này nó hơi kém một chút này. Cốt máy nó vẫn còn 70% nhá các bác nhá. Đấy. Thì con này vách giữa chưa trẻ, côn cũng còn zin này. Đấy, và anh em lắp Uy nhỏ, anh em sang vách là ok nhất. Đấy, còn anh em nhìn cục máy nó còn quá là khá là đẹp nha các bác nhá. Đấy. Đây là các bác ưng được con này thì giá nó rẻ rồi các bạn. Giá nếu mà tất tật hết cái này bác mua con xe Honda mà nó lát chết thì anh em mua đã hơn 2 triệu, 3 triệu một con rồi. Nên là Honda nó không hề rẻ một chút nào nha các bác nhá. Đấy. Thì con này giá của nó là 3,5 triệu nhá. Bớt 3,5 triệu E15 nha các bác nhá. Đấy, theo cái đầy đủ hết cần đạp cần số chế hoa khí mới nha các bác nhá. Chế hoa khí mới, cần đạp cần số với lại dây điện IC con nạp nhá. Đây. IC con nạp xịn nhá, Mitsuba này. IC xịn này. Đấy, là về anh em chỉ việc lắp sang là xong thôi. Rồi. Tiếp theo các bác một con cuối cùng ngày hôm nay thì là con này là con Uy RSX này, con Uy RSX này. Đấy, con này thì đúng rồi. Em cũng lại bán lỗ nữa, 3,3 triệu này, em đánh giá 3,3 triệu này, em bán 3 triệu này vào ship này. Đấy, con này thì zin nguyên bản nhá. Zin nguyên bản về anh em sang cho Honda Uy zin anh em sang được hết nhá. Uy zin. Đấy, cúp anh em sang được hết nhá. Con này thì máy cực kỳ ngon. Cốt máy đạt đến 97%. 97% nhá. Con này vách giữa chưa trẻ này, côn thì côn không biết côn chạm chưa, côn thì chưa chạm nữa các bác nhá. Nói chung là 3 triệu này thì em cam kết các bác máy lổ ngon êm, không có khói nhá. Máy lổ êm không có khói, máy lổ êm ngon nhá. Đấy, còn Uy RSX này, chế xịn nhá. Theo đầy đủ hết cần đạp IC con nạp nhá. Cần đạp phần số IC con nạp đây. Đấy, đầy đủ hết các bác nhá. Giá 3 triệu bao ship nhá các bác nhá. Đấy, cục máy cực kỳ ngon nhá. Đấy, máy lổ êm. Con này là mã E16 nhá. E16. Anh em mua được thì anh em cứ alo cho em mã nhé, thì là bên em bán được con nào là bên em sẽ đọc mã, anh em đọc mã cái là em giá tiền luôn. Con này 3,3 triệu, anh em nhớ giá nhé. Thì khi gọi cho em là bên em giá em đã bớt rồi, giá em đã bao ship rồi. Thì có những con này em ship 3,3 triệu em bớt cho các bác là còn 3 triệu nhé. Thì em phí vận chuyển đi hết 200.000 nữa thì nó dư con này em lỗ 500.000 con này. Đấy, nên là đôi khi buôn bán nữa không thể tránh khỏi, tại vì em cũng đang dọn kho. Nên là các bác ưng được thì các bác mua nhé, còn không thì các bác cứ xem chơi đăng ký kênh nhé. Rồi chào tất cả các bác, tất cả anh em.